Hiền Thục, đám cưới hụt tuổi 21, là mẹ đơn thân, giờ ra sao? Ca sĩ Hiền Thục sinh năm 1981, nổi tiếng cùng lứa với loạt ca sĩ Mỹ Tâm, Quang Vinh, Quang Lê, Lệ Quyên. Hồi còn nhỏ, Hiền Thục cùng Quang Vinh, Ngọc Linh thuộc nhóm thành viên của đội sân ca nhà thiếu nhi thành phố. Sinh ra trong gia đình không có truyền thống âm nhạc, nhưng lại là con út trong nhà. Hiền Thục được cha mẹ yêu thương, cho vào học tại nhà thiếu nhi quận nhất, dù gia đình không có điều kiện. Không phụ lòng gia đình, cô luôn đoạt giải nhất các cuộc thi ca hát trong khu vực suốt nhiều năm. Năm 16 tuổi, Hiền Thục đậu thủ khoa Trung cấp Thanh nhạc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, chính thức bắt đầu sự nghiệp ca hát. Sự nghiệp sớm nở rộ và đám cưới hụt ở tuổi 21. Vốn được học ca hát và trình diễn từ nhỏ, sự nghiệp của Hiền Thục vô cùng thuận lợi. Cô từng đoạt cúp vàng và giải ca sĩ biểu diễn có hình tượng đẹp nhất trong cuộc thi giọng ca trẻ châu Á tại Thượng Hải năm 1999. Sau đó, Hiền Thục cho ra mắt CD đầu tay mang tên Im Lặng Tình Yêu, gồm tuyển tập những ca khúc được yêu thích như Câu Chuyện Tình Tôi, Chiếc Lá Đầu Tiên, Email Love. Tuy nhiên, năm 2002, khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Hiền Thục bất ngờ tuyên bố kết hôn với tay trống Tuấn Thăng, trưởng ban nhạc Sài Gòn Boys, sau 2 năm yêu nhau. Tuy nhiên, đám cưới của Hiền Thục đã không hề diễn ra giống như thông báo đúng ngày cả tháng 4 năm đó. Sau này khi được hỏi lại, Hiền Thục chỉ chua chát trả lời, đã không có một đám cưới nào và mối quan hệ đó giờ đây chỉ là ký ức. Rồi Hiền Thục trở thành mẹ đơn thân, cô sinh một bé gái mang tên là Gia Bảo ở tuổi 21. Đúng lúc này, cha cô bị tai biến, một mình mẹ phải nuôi cha, chăm sóc hai cô con gái đang thời kỳ sinh nở, khiến gia cảnh vô cùng khó khăn. Đây cũng là khoảng thời gian Hiền Thục phải ngưng hoạt động âm nhạc để lo chuyện gia đình. Hành trình trở lại đầy chông gai. Năm 2004, Hiền Thục trở lại hoạt động âm nhạc. Lúc này khán giả bất ngờ khi thấy cô đã có một con gái nhỏ. Trước định kiến của xã hội lúc bấy giờ, cùng áp lực tên tuổi chìm dần khỏi làng giải trí, Hiền Thục đã có những tháng ngày chật vật hát phòng trà, quán bar nhỏ để kiếm sống. Thời gian này Hiền Thục ra mắt album Vol 2, Kim, nhưng không được chú ý. Không từ bỏ, cô liên tiếp cho ra lò nhiều sản phẩm mới thuộc nhiều thể loại nhạc khác nhau. Mãi đến năm 2005, single Dẫu Có Lỗi Lầm của Hồ Hoài Anh mới một lần nữa được cái tên Hiền Thục tỏa sáng. Từ đó về sau, Hiền Thục vẫn chăm chỉ hoạt động âm nhạc với rất nhiều sản phẩm mới. Không ít trong số đó được khán giả yêu thích và giành về nhiều giải thưởng như giải Làn Sóng Xanh cho ca sĩ thể hiện hit thành công với bài Dẫu Có Lỗi Lầm năm 2005, giải album vàng của năm cho album Mộc năm 2007, giải bài hát yêu thích tháng 7 cho ca khúc Nhật Ký Của Mẹ năm 2012. Năm 2014, sau 25 năm ca hát, Hiền Thục có live show đầu tiên trong khuôn khổ loạt chương trình Dấu Ấn của VTV. Sự kiện không chỉ là dấu ấn trong sự nghiệp của Hiền Thục mà còn lập kỷ lục về lượng khán giả xem chương trình, chứng minh sức hút đỉnh cao của nữ ca sĩ lúc bấy giờ. Bằng thực lực của mình, Hiền Thục đã vượt qua mọi định kiến của xã hội để vươn lên tỏa sáng một lần nữa, thậm chí đưa mình tới vị trí đỉnh cao khác của sự nghiệp. Người phụ nữ nhỏ nhắn nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khiến cả làng giải trí bấy giờ phải cúi đầu thán phục. Mẹ đơn thân trẻ trung, đầy sức sống ở tuổi U50. Năm 2018, khi sự nghiệp đang trên đà ổn định, Hiền Thục sang Mỹ sinh sống để tìm trường học cho con gái. Cô vẫn ca hát ở hải ngoại, nhưng với tần suất ít hơn. Cho tới đầu năm 2020, Hiền Thục mới trở về Việt Nam ăn Tết cùng gia đình. Ra sân khấu Việt Nam đã lâu, Hiền Thục nhanh chóng trở lại với một số chương trình đem nhạc nho nhỏ. Nữ ca sĩ bật khóc khi vẫn được khán giả tại quê nhà yêu mến đón nhận nhiệt tình. Thời gian sau đó, Hiền Thục sống đơn giản, thảnh thơi. Cô vừa ca hát, vừa dành thời gian cho gia đình, chăm sóc bản thân và đi du lịch. Ở tuổi sắp xỉ 40, Hiền Thục vẫn giữ cho mình nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp, thân hình thon gọn, cực đáng ngưỡng mộ. Nữ ca sĩ sinh năm 81 thường xuyên khoe ảnh ăn mặc năng động, tươi trẻ và đầy sức sống như gái đôi mươi, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Hiện tại, khi đã tuổi 41, Hiền Thục vẫn chưa lập gia đình, cô vẫn nuôi con một mình, chưa tìm được Đức Lăng Quân như ý. Thỉnh thoảng Hiền Thục lên mạng xã hội hay báo chí chia sẻ về quan điểm sống và cách dạy con cái nên người. Bé Gia Bảo hiện tại đã 20 tuổi, là sinh viên trường quản trị sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng thừa hưởng nét đẹp dịu dàng, lại có tính cách độc lập mạnh mẽ giống như mẹ. Cả hai coi nhau như những người bạn thân, có thể thoải mái tâm sự. Với cuộc sống tự do thoải mái hiện tại, Hiền Thục cho biết cô không mất niềm tin vào tình yêu. Nếu tìm được một người chồng như ý, cô sẵn sàng tìm hiểu và tiến tới hôn nhân, xây dựng một mái ấm hạnh phúc mới. Tuy nhiên mới đây, Hiền Thục bất ngờ chia sẻ bức tâm thư gửi tới một người đàn ông bí mật.
những dòng viết đầy tâm trạng được cô không ngần ngại đăng tải công khai trên trang fanpage riêng của mình khiến nhiều người không khỏi tò mò. Theo đó, Hiền Thục nhắn nhủ tới người đàn ông này rằng kể từ khi nhìn thấy anh, cô không muốn kiếm tìm gì nữa. Cũng kể từ thời khắc đó, mọi buồn vui của cô đều nằm trong tay anh. Không nói gì nhiều về người đàn ông có ý nghĩa quan trọng với mình, song Hiền Thục cho biết đó là người khiến trái tim cô rung động, người đã kiên nhẫn chờ đợi cô, khiến cô có thể gạt bỏ mọi kiêu hãnh của mình để nói lời yêu thương và nhung nhớ tới anh. Trong những dòng viết gửi tới người đàn ông bí mật kể trên, Hiền Thục tiết lộ việc anh vì nóng giận mà quên mất cô cũng chỉ là một cô bé trong mắt anh. Và lúc này đây, khi anh không còn ở bên cô nữa, cô cảm thấy xót xa trong lòng và muốn giữ lời hứa cùng anh làm tất cả. Đi hết một vòng tròn, đến cuối cùng cũng đã lạc mất anh. Em không muốn thế, anh có hiểu không? Hiền Thục không giấu giếm tâm trạng khắc khoải khi nghĩ đến người đàn ông đã làm cho trái tim mình thổn thức. Phía dưới chia sẻ của Hiền Thục, nhiều bạn bè đồng nghiệp và người hâm mộ bày tỏ niềm vui khi biết cô rốt cuộc đã tìm thấy một nửa của mình và mong cả hai sớm vượt qua những thử thách trong tình yêu, hàn gắn và quay trở lại bên nhau. Về phía Hiền Thục, sau khi giải bày những tâm sự ở trong lòng với người đàn ông giấu tên, cô trở lại với sự kín kẽ quen thuộc và không chia sẻ thêm gì về tình trạng mối quan hệ hiện tại giữa mình và người này. Dù thế, những người yêu mến giọng ca nhật ký của mẹ vẫn gửi lời chúc mừng và chúc phúc tới cô vì sau gần 20 năm nuôi con một mình, rốt cuộc trái tim cô cũng đã được hồi sinh.